Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa, Chủ nhật, ngày 31 tháng 7 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 7. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 6, 6. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0703, 2879, 8378. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6825. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 90860, 08050, 32478, 02762, 90429, 25718, 82298. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 50192, 20664. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 42841. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 74670. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 779336. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 779336.